Một ngày cuối tuần tại Akala Thái Nguyên. Anh em hôm nay bên em lại full dịch vụ nha anh em nhé. Trước Kia Seltos này thì đang làm cái dịch vụ dán phim cách nhiệt, dán phim 3M của Mỹ nha anh em nhé. Đấy. Và lắp bộ bậc bệ. Đây là con này là dán phim 3M rồi này. Con này thì lắp bộ bậc bệ của dành riêng cho Seltos này. Con bậc bệ này thì cực kỳ chắc chắn nha anh em nhé. Đấy. Con này cực kỳ khỏe chắc chắn. Đây là hàng loại 1 luôn nha anh em nhé. Trước Kia Morning này thì đang lắp màn hình, con này đã lắp màn hình xong rồi này. Con tiếp theo đến trước Kia Hyundai Accent, bộ xe này thì làm một bộ đèn GTR Limited 3.0, vẫn lắp vào vị trí zin của xe. Con này thì bên em làm rất là nhiều rồi, cái này thì không phải nói đến nữa. Toyota Rush nâng cấp Bigum X3 Pro lắp vào vị trí zin của xe. Những dòng Toyota thì hầu như sẽ lắp được cái vòng bi này hết, X-Line M10 này, hoặc là những dòng có chân Toyota sẽ lắp được hết. Bi lắp vị trí bi cũng được hỗ trợ hai chế độ pha cốt. Anh em để ý chế độ pha của X3 Pro mã dành riêng cho hệ thống Auto 365 Thái Nguyên thì có cái tâm vàng đấy, trợ sáng nha, cốt rất là rộng, pha và hỗ trợ có trợ sáng tâm vàng đấy. Còn một chiếc ASEAN nữa thì chiếc ASEAN đấy đã về rồi. Chiếc ASEAN đấy thì em cũng nâng cấp một bộ X-Line V20 thì xe đã xong và trả xe về rồi này. Đây, bậc bệ của xe này thì đã lắp lên chiếc xe này rồi đấy. Anh em còn có tham khảo cái dịch vụ gì thì hãy đến nhớ đến Akala Thái Nguyên nha, để bên em hỗ trợ tư vấn cho các bác nha. Cảm ơn các bác.